Phi hành gia trên quỹ đạo trải qua 16 cảnh hoàng hôn và bình minh mỗi ngày. Đối với hành gia Tracy Catwell Dyson, đây là một đại ngộ đặc biệt khi được ngắm nhìn địa cầu từ trên cao cách xa 350 km đây là những cảnh tuyệt diệu nhất tôi chưa từng trông thấy bao giờ và dĩ nhiên đây là những hình ảnh bên ngoài cửa sổ cửa sổ vòm này vừa mới được mở ra trên trạm không gian do đó chúng tôi phải tận hưởng cảnh đẹp này chúng tôi là một trong những phi hành đoàn đầu tiên à, không phải đầu tiên nhưng là một trong những phi hành đoàn đầu tiên được thưởng ngoạn quang cảnh này và tôi có thể nói với các bạn thật là kỳ diệu hình ảnh của trái đất chiếm ngự bạn khi bạn ở trong vòng cửa này để có thể được ngắm bất cứ lúc nào trong suốt thời gian chúng tôi trên trạm không gian và có thể nhìn ngắm khung cảnh này bất cứ lúc nào chúng tôi muốn là một trong những tặng phẩm quý giá nhất mà chúng tôi nhận được ở trên này tôi có thể nói đây là một trong những điều tuyệt diệu nhất được có mặt tại đây tôi sẽ nhớ cảnh quan này nhiều lắm nhất là khi mặt trời lặn cảnh quan cũng không kém phần tuyệt diệu chắc chắn là vậy Thực sự là một điều mâu nhiệm và một số nhiếp ảnh gia giỏi của chúng tôi trên trạm không gian đã ghi lại hình ảnh của giải ánh sáng lúc dạng đông. Tôi ước gì có thể thấy được một vài cảnh quan của giải ngân hà bởi vì thật là kỳ diệu nếu nhìn từ trên đây và khi mặt trời mọc và mặt trời lặn, cách biến đổi của ánh sáng làm cho tinh cầu của chúng ta trông giống như một vật thể yên bình nhất mà quý vị chưa bao giờ trông thấy. Hà Vũ, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ